Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết số mũ trong Bowen Boy Giả sử như ở đây tôi có một phương trình Thì trong phương trình của tôi á Nó bao gồm là số mũ trên và số mũ dưới Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết số mũ trong Bowen Boy bằng hai cách Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Rồi ở đây á tôi sẽ vào top home nè Tôi chèn thêm một textbox bóp Rồi để viết số mũ theo cách đầu tiên á Thì tôi sẽ làm như sau ở đây á tôi sẽ viết là x2 này, cộng cho y3 bằng d4 cộng cho z5. Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ phóng lớn cái phương trình này lên để cho các bạn dễ quan sát. Rồi sau khi viết phương trình xong rồi á. Tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là đưa số 2 lên phía trên. Thì ở đây á tôi sẽ quyết chọn số 2 này, sau đó bấm phải chuột vào chọn vào mục là phòng thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại phòng để tạo số mũ trên á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ tích vào super clip đó các bạn tích vào sau đó ở đây các bạn chọn vào ok này thì lập tức á số 2 á nó sẽ đẩy lên trên rồi tương tự ở đây tôi muốn là tạo số mũ dưới á thì tôi sẽ quét chọn vào số 3 này bấm phải chuột chọn vào phòng thì để tạo số mẫu dưới á Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Subscript Bấm vào OK Thì lúc này á Số 3 á, nó sẽ đẩy xuống dưới Rồi tương tự ở đây Số 4 á là chỉ số trên Tôi sẽ chọn vào Super grip. Đó tương tự 5 là chỉ số dưới Có chọn vào Bấm phải chuột Chọn vào phòng Rồi ở đây á tôi sẽ chọn vào Subscript OK đó như vậy là nó đã giống với phương trình ở trên đây là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai này và tắt home. chọn vào một textbox rồi đối với cách thứ hai á thì tôi sẽ sử dụng phím nha bây giờ tôi sẽ viết là x này để tạo số mũ trên đó thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là cần Shift bằng thì lúc này á nó sẽ di chuyển lên trên bây giờ tôi sẽ gõ số 2 này rồi tiếp theo tôi sẽ bấm tổ phím là cần trên ship bằng một lần nữa để cho nó xuống dưới nếu mà các bạn chúng ta không bấm cần trên ship bằng á mà các bạn viết nữa thì nó sẽ tạo ra các chỉ số trên nha nên ở đây á tôi sẽ bấm tổ phím là cần trên ship bằng thì nó sẽ xuống dưới và tôi sẽ gõ dấu cộng này sau đó tôi sẽ gõ là y bây giờ tôi sẽ tạo số mũ dưới này bằng cách là bấm tổ phím cần trên bằng sau đó tôi sẽ gõ số 3 này thì lúc này á số 3 á nó sẽ là số mũ dưới rồi sau đó ở đây tôi sẽ bấm tổ phím là cần trên bằng một lần nữa để tôi đưa con chó chuột nó lên trên ngay hàng với là xy. Tôi gõ là bằng. Rồi d. Để tạo một số mũ trên đó, cần cho ship bằng 4. Rồi gõ cần cho ship bằng một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ cộng này. Rồi z5, gõ z này. Để tạo chỉ số dưới á, cần bằng và gõ 5 này. Rồi bây giờ tôi sẽ phóng lớn cái phương trình này lên đó đây là cách tạo số mũ trên và số mũ dưới bằng cách sử dụng tổ phím lưu ý nha để tạo số mũ trên đó thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là cần trên Shift bằng còn tạo số mũ dưới đó, là các bạn chúng ta sẽ gõ là cần trên bằng đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách viết số mũ trong Google Boy. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi